Anh Nhật chơi Free Fire với anh không? Chơi luôn anh. Thì anh bắn đi con vợ em. Ở đây anh đang bắn đây. Đi nhanh lên. Anh biết chơi không anh? Anh bắn nãy rồi đây. Em bắn toàn trượt thôi. Ui dồi anh chơi gà đấy. Thế mà cũng rủ em. Em thế làm gì? Bắn toàn trượt. Mãi mê được hạng giờ lại tụt rồi. Này nhá, vì em mà làm anh thua ấy, anh sẽ nói anh. Thôi, từ từ, có gì bảo nhau. Em không chơi với anh nữa đâu. Rồi, đã cả, để ý. Tại anh, tại em đi. Tại anh, tại em đi. Ôi, thôi. Anh. Hả? Anh lần sau đừng có rủ em chơi nhá. Thôi, đi ra ngoài đi. Thôi, nhóm này có giải quyết được vấn đề gì đâu. Cái gì phải bình tĩnh mới giải quyết được. Nhưng mà anh đang chơi gà, đừng cần đổ cho em. Làm tụt mất danh, đánh mãi mới được. Ui giời, chỉ là trò chơi thôi mà. Nghe chị, mỗi lần tức giận nha cứ im quá, rồi thở ra, dần dần là sẽ hết tức ngay. Im đã, thở ra, đấy, em thấy thoải mái hơn chưa? Nhưng mà em chơi bằng cái chị. Ừ. Nào, hôm nay sẽ tính sổ với anh. Thì thôi chị, trò chơi mà. Cái gì cũng muốn anh giải quyết, chị cứ bình tĩnh đi. Bỏ đi ra. Sao anh chạy? Em làm sao biết được, Nhật lấy nick của chị chơi ấy. Đứa cấp 1, đứa cấp 2, đứa cấp 3 lớn bằng ngay rồi mà còn cãi nhau thế à? Đi xuống phụ mẹ làm việc nhà nhanh lên. Ba cái đứa này chẳng nhau được cái thật gì cả. Bọn đang phụ mẹ đây à? Chẳng hiểu mấy cái đứa này làm việc nhà kiểu gì. Từ sáng rồi mãi chưa xong. Bọn con là phụ mẹ đây. Nhà có 3 đứa con mà không biết mẹ được cái việc gì hết. Đâu có con là phụ mẹ đây mà. Rồi mấy đứa phụ mẹ giữ chưa? Vâng rồi, 3 đứa cầm tiền ra mua tôi muốn giúp mẹ. Nhà có thiếu gì mua thêm đấy. Vâng ạ. A few moments later. Ô, mẹ ơi. Ô, 3 đứa về rồi kìa. Hả? Thế mua được rau muống chưa? Có mẹ. Con mua cả rau muống rồi đây. Được. Chưa hết, con mua được cả iPhone nữa cơ mẹ. Con mua tai nghe Bose đời mới nhất. Ôi ơi, tiền của tôi. Còn con chỉ mua được sữa cun thôi mẹ. Ôi ơi, mẹ chỉ bảo mua rau muống thôi mà. Ba anh em nhà này. Vâng, ở đây toàn là những đồ mà nhà mình thiếu đây mà. Ba cái đứa này, hôm nay chết đi mẹ. Hả? Sữa trái cây cun ngon vậy, vừa ngon tự nhiên lại còn khỏe mạnh mỗi ngày, nhờ công thức chuẩn 5 sao hệ miễn dịch. Con còn nhiều lắm, mẹ cứ uống đi ạ. Sao mua nhiều sữa cun vậy, mẹ ăn gì hả? Vì sữa cun không những ngon mà còn săn được bảo bối cơ. Hả? Bảo bối gì? Đương nhiên là bảo bối cun siêu phàm rồi. Đây nha, anh chị chỉ cần sưu tập đủ 12 thẻ là đổi được chiến binh cun số học đó. Mà sưu tập đủ từ số 1 đến số 5 sẽ lắp ghép được robot cun số học như này nè. Ủa ôi, robot xịn thế. Chưa hết đâu, sưu tập đủ 24 thẻ sẽ đổi được một tai nghe cun đa chiều kết nối Bluetooth siêu tiện lợi. Màu sắc đẹp thật đấy, là còn có cả trang trí bị đẹp ơi là đẹp luôn. Đôi để mình nghe thử xem nào. Uầy, nghe siêu cuốn luôn. 36 thẻ sẽ đổi được 3 lô cun siêu phàm với hình in 3D cực đẹp luôn. Quên nếu may mắn sẽ săn được thẻ đặc biệt đổi được robot cun toàn năng cơ. Em này cực kỳ thông minh, nhảy được, hát được, cùng mình học tiếng Anh mà còn lại rất nhiều game giải trí, còn có thể co video được cơ. Ui mẹ không ngờ sữa cun vừa ngon lại còn đổi được nhiều bảo bối thú vị như vậy. Các con cầm tiền mua 10 thùng sữa cun cho mẹ. Yeah. uống sữa cun. Thẻ gì trông lạ nhở? Thẻ chiến binh. Thẻ này là đổi được một bộ combo bảo bối cu luôn đó. Hả? Cái gì không? Của em. Ôi trời ơi, vẫn cãi nhau. Thôi được rồi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Bây giờ mình sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn. Mẹ và các bạn khán giả sẽ cùng chấm điểm. Ai là người nấu ngon nhất thì sẽ giành được thẻ chiến binh để đổi được chọn combo bảo bối cu. Hết tiền rồi. Mình lấy đâu ra tiền để mua nguyên liệu nấu ăn bây giờ? Wow. Wow. Nhiều xoài thế. Lấy một quả chắc không ai biết đâu. Xoài này chất lượng ấy. Còn nguyên liệu trứng nữa thì lấy đâu bây giờ nhỉ?
À các bạn ơi, Captain Bara. Ô đằng kia có gì kìa. Lấy hai quả trứng của bạn Capybara rồi nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm một món mà ai cũng biết, ai đã từng ăn rồi. Đó chính là món cá viên chiên. Nhưng với nguyên liệu được làm bằng cơm nguội. Bước đầu tiên, mình sẽ xay cơm trước nhá. Cho cơm vào đây nha. Tiếp theo là sẽ xay cơm nhá. Là chị cả trong nhà học sinh cấp 3 thì hôm nay mình sẽ nấu một món ăn độc lạ Bình Dương, đảm bảo là các bạn chưa ăn bao giờ. Đó chính là món gà rán. Tưởng gì món gà rán dễ em. No. Chị còn chưa nói xong hả? Ý chị là gà rán chiên bim bim cấp 1 à? À mình nghĩ ra món này. Cấp 1 thì nấu được cái gì, chắc chỉ biết luộc mỗi trứng. Em sẽ nấu một món ăn độc lạ anh và mọi người chưa ăn bao giờ luôn. Đầu tiên mình sẽ luộc hai quả trứng. Trong lúc đợi trứng chín thì mình sẽ thái nhỏ xoài ra nha. Bây giờ mình sẽ bổ trứng quả cau nha. Mày quá, hôm qua ăn dở quá bim bim. Nó còn thường một ít các bạn ạ. Giờ mình sẽ cho cơm xay ra nhá. Giờ mình sẽ cho vào đây ít bột mì nhá. Tiếp theo là bột năng. Tiếp theo là hai gói gia vị nhá. Các bạn có thể cho hai gói gia vị mì tôm giống như mình vào. Tiếp theo đập quả trứng vào nhá. Mình đã trộn xong rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ nghỉ tay xíu để cho bột được nghỉ 15 phút. Bên cạnh đấy mình sẽ đi ăn thử xúc xích. Trứng gà cho vô bát. Bột chiên giòn. Bim bim giã vụn. Và cuối cùng cho gà rán vào trong chảo. Ui các bạn ơi, làm cái đấy giờ mỏi tê quá. Ngồi nghỉ tí làm cái xúc xích. Ồ anh ơi, hình như mẹ vừa gọi anh có chuyện gì ý. Thế á, đây đây để anh ra xem nào. Đây rồi, đúng nguyên liệu của mình đang cần. Hai cái. Xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ cho hết nguyên liệu vào trong snack nha. Nào, bây giờ chúng mình xước. Nào, cho hết trứng vào. Cho xoài bào. Giờ mình sẽ cho tương ớt và mayonnaise nha. Đeo găng tay vô, sau đó bóp và trộn đều lên. Đảm bảo mọi người chưa bao giờ ăn món này luôn. Bây giờ mình sẽ nặn một cái bên chiên nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho dầu ăn vào trong chảo nha. Vâng, đó là chỗ dầu ăn cuối cùng. Giờ mình sẽ cho từng viên vào nha. Ui các bạn ơi, hình dạng mình nặng thì không được đẹp lắm. Nhưng mà cái mùi rất là thơm nha. Chắc chắn là mình sẽ được điểm cao hơn cái món của Nhật Nhân nó. Ui, cá viên chiên của mình được rồi đấy các bạn ơi. Cá chín vàng đều cắt mặt rồi này. Và mùi rất là thơm luôn. Trời ơi. Rồi mình sẽ gắp ra ngoài nha. Rồi. Wow, đùi gà của mình chín rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nè. Trông cái đùi gà của mình có ngon với hấp dẫn không các bạn ơi. Wow. Bây giờ cô sẽ chấm món đầu tiên của quý tử nhà cô. Nào. Ôi trời ơi, cái món gì đây mà chín cứ giận giận gây ghê thế. Trông thế thôi nhưng mà ngon lắm đấy mẹ ạ. Mẹ đừng có mà đánh giá có vẻ bề ngoài, ăn đi thì mới biết được. Thế đây là món gì? Đây là món bim bim lắc xoài thập cẩm. Rồi bây giờ cô sẽ ăn miếng đầu tiên nha. Bim bim mềm mềm, chẩm sốt cũng đẫm gia vị đấy. Không kinh lắm các cháu ạ. Cái món này nhìn lạ quá. Không biết cô ăn xong cô bị đau bụng không nữa. Nào cô thử ăn miếng trứng miếng bim bim nào. Cô thấy
ăn nên trứng mấy cái mím mím nó sợ cháu ạ. Món này cô anh nhà không cao nha, chỉ nói là độc lạ thôi chứ gia vị không có sự ấn tượng gì cả. Cô chấm 6/10. Nào xem món của thằng con rơi của mẹ thế nào nào. Đây của mẹ đây. Món này tên là gì? Tin giới thiệu với mẹ, đây chính là món cá viên chiên được làm bằng cơm nguội. Cái gì? Đừng. Cơm nguội á? Thế có cá không? Cá cơm. Thôi rồi để mẹ thử. Mà cá viên chiên cô thấy phải ăn kèm tương ớt cháu ạ. Mà nhá, cái hình dạng cá viên chiên này có vẻ hơi xấu nhỉ. Không được tròn như cá viên chiên ngoài quán đó cháu ạ. Nè, thôi để cô thử cái viên này xem nào. Ngon. Nga cũng cảm giác giống cá viên chiên đấy, nhưng mà cô không thấy vị cá đâu cả các cháu ạ. Nó còn hơi nhạt nhạt các cháu ạ. Nhạt lắm ý, không có cái điểm nhấn gì cả. Mà hình như không có cá thật các cháu ơi. Thôi, món này cô cho 5.5, không bao nhiêu. Nào, xem con gái gà của mẹ nó ăn thế nào nào. Ê mẹ ơi, đây là món gà rán bim bim. Hả? Gà rán bim bim á? Mẹ chưa nghe bao giờ luôn ý. Thế thì hôm nay mẹ phải ăn thử đi, đảm bảo là rất ngon mà mẹ chưa ăn bao giờ luôn ý. Hình thức thì cũng đẹp đấy, để mẹ thử. Ăn gà rán giòn nóng hổi rất là ngon các cháu ạ. Vỏ ngoài thì giòn, bên trong thì rất là mềm nha các cháu. Nóng quá các cháu ạ. Có vị mặn mặn bim bim, ăn rất là lạ luôn. Cô đánh giá cao món này, cả hình thức vẫn hương vị bên trong luôn các cháu ạ. Và cũng sáng tạo nữa. Cô chấm món này 9/7. Và như vậy, MPT chiến thắng thử thách lần này. Cô sẽ tặng chiếc thẻ này cho Mây Mai Tây. Còn đấy là kết quả của cô chấm thôi. Các cháu chấm như thế nào? Comment xuống bên dưới cho cô biết với nha. Yeah! Như vậy là mình đã có các bảo bối cool rồi các bạn ơi. Các bạn cũng nhớ là uống sữa cool mỗi ngày để săn bảo bối thần kỳ khám phá cool galaxy nha.